Tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 2024 Cúp Thaco. Tôi xin tuyên bố khai mạc vòng loại khu vực Đông Nam Bộ. Tôi xin tuyên bố khai mạc vòng loại khu vực phía Bắc. Tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc vòng loại khu vực Duyên Hải, miền Trung. Tôi xin tuyên bố khai mạc vòng loại khu vực Nam Tây Nguyên. Và hôm nay bóng đã lăn trên sân vận động thành phố Cần Thơ. Xin chúc các bạn hãy chế lên. Đúng thực sự là không thể ngăn cản. Có thể dứt điểm. Tỷ số là 2-0. Đúng không? Trên các cầu thủ Đại Nam vẫn đang thi đấu rất chắc chắn. Đây là cú sút. Kỳ tích đã xảy ra. Anh Tiến rất cao. Cơ sáu khu vực, 64 đội bóng, 87 trận đấu, 344 bàn thắng, nhất đơn giản. Hành trình vòng loại của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 Cúp Thaco đã đi qua với vô vàn khoảnh khắc và cảm xúc đáng nhớ. Có những niềm vui vỡ òa. Và cũng có những giọt nước mắt tiếc nuối. Ở lần thứ 2 tổ chức, giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam đã tăng cả về quy mô tổ chức, số lượng đội tham dự và cả chất lượng chuyên môn, được minh chứng bằng những trận cầu với những cơn mưa bàn thắng. Bằng những siêu phẩm trung chuyển cầu môn. Và lên bóng đầu tiên dành cho các cầu thủ Bách Khoa. Dứt điểm, nguy hiểm. Đấy, các cầu thủ bên phía rất nguy hiểm. Bằng những khoảnh khắc fair play xóa nhòa khoảng cách thắng thua. Bằng những khán đài cuồng nhiệt. Và bằng những con số biết nói về sức lan tỏa mạnh mẽ của giải trên nền tảng số. Đó là hàng triệu lượt đọc tin bài liên quan đến giải, hơn 24 triệu lượt xem các video về giải trên kênh TikTok Thể thao Thanh Điền, hơn 1,4 triệu lượt xem trực tiếp các trận đấu khuôn khổ vòng loại và hơn 13 triệu lần các livestream này tiếp cận với người dùng mạng xã hội. Anh Tiến rất cao! Sau vòng loại ở 6 khu vực, 6 cầu thủ xuất sắc nhất ở mỗi khu vực cũng đã lộ diện. Đó là Nguyễn Hoàng Danh, đội trưởng Đại học Thủy lợi khu vực miền Bắc. Lê Tấn Tịnh, đội trưởng Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng khu vực Duyên Hải miền Trung. Trần Nguyễn Nhật Thiện, đội trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vũ Minh Khải, đội trưởng Đại học Công nghệ Đồng Nai, khu vực Đông Nam Bộ. Võ Phạm Nhật Duy, đội trưởng Đại học Trà Vinh, khu vực Tây Nam Bộ. Và Nguyễn Minh Nhật, đội trưởng Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. 87 trận đấu ở 6 khu vực đã chứng kiến 344 bàn thắng, trung bình 3,9 bàn một trận. Những con số cho thấy khán giả thực sự được chiêm ngưỡng những bữa tiệc bóng đá và các tài năng cũng đã cống hiến hết mình để mang về một suất vòng chung kết cho đội nhà. Rất căn bản của các tổ trọng tài thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đã làm việc tập trung 100%, nghiêm túc và công tâm với tổng cộng 252 thẻ vàng và 12 thẻ đỏ được rút ra sau 87 trận. 12 đội bóng xuất sắc nhất đại diện cho từng khu vực đã lộ diện và sẵn sàng tranh tài ở vòng chung kết để hướng đến chiếc cúp vô địch danh giá của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 Cúp Thaco. Đó là Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội,
Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Hiến, và cuối cùng là chủ nhà Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cùng với sự mở rộng về quy mô và số đội, các giải thưởng của mùa giải này cũng sẽ giá trị hơn rất nhiều. Tổng giải thưởng là 946 triệu đồng tiền mặt cùng cúp, huy chương, kỷ niệm chương của giải. Trong đó, đội vô địch nhận 300 triệu đồng. Đội Á quân nhận 150 triệu đồng. Hai đội đồng hạng 3 nhận 70 triệu đồng mỗi đội. Và đội giành giải phong cách nhận 40 triệu đồng. Ngoài ra, các giải thưởng dành cho cá nhân cũng vô cùng hấp dẫn. Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết nhận 15 triệu đồng. Vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ được yêu thích nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. 11 triệu đồng dành cho đội hình tiêu biểu của giải. Và các giải thưởng dành cho các cá nhân xuất sắc ở các trận đấu vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết và trận chung kết mỗi giải trị giá 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Không chỉ các đội bóng, các cầu thủ trực tiếp tham gia thi đấu, năm nay, ban tổ chức giải và các nhà tài trợ cũng sẽ dành các giải thưởng như 10 triệu đồng dành cho tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vòng chung kết. 60 triệu đồng cho 3 giải truyền thông xuất sắc, truyền thông ấn tượng và truyền thông triển vọng cho các trường, góp phần lan tỏa hình ảnh của giải đấu đến cộng đồng, đặc biệt là đến các bạn sinh viên. 70 triệu đồng cho 3 giải cổ vũ đẹp, cổ vũ fair play và cổ vũ truyền cảm hứng dành cho hội cổ động viên của các trường. Và cuối cùng là 10 triệu đồng cho những bạn đọc, khán giả dự đoán chính xác nhất nhà vô địch của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 Cúp Thaco. Các đội bóng từ mọi miền đất nước đã hội quân về thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho 16 ngày tranh tài sôi nổi từ 16 tháng 3 đến 31 tháng 3 sắp tới trên sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Bóng đá thì không bao giờ có điểm dừng. Tôi thì mong muốn các cầu thủ hãy vào sân bằng cái nhiệt huyết của mình, và chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là vào top các đội có giải của mùa giải lần thứ hai này. Chúng em chạy vào vòng chung kết với tinh thần, với coi như trận nào cũng là trận chung kết, cố gắng hết mình và giành chiến thắng trong những trận đó. Tất cả đã sẵn sàng để nỗ lực chiến đấu vì màu cờ sắc áo và để cống hiến những trận cầu theo đúng slogan của giải: chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp.